suy thoái kinh tế, nhưng mà ở Chanel thì không nha mọi người, rất đông khách. Xin đang có mặt tại cửa hàng Chanel. Và mọi người cũng biết là xin đi đâu rồi đúng không? Và để cho hợp với cửa hàng ngày hôm nay thì xin cũng đang diện cho mình rất nhiều trang sức cũng như giày và túi xách của Chanel. Cùng theo chân xin vào đây để mua một chiếc túi đẹp nhất dành cho khách hàng của Xin Premium thôi. Cái này là phiên bản năm bao nhiêu? Collection của Thu Đông. Thu Đông 2023 luôn. Mới luôn. Tháng 11 2023. Hợp lý luôn. Và để xứng tầm với các thượng khách của Xin thì chỉ có Chanel thôi. Túi Chanel thì đã có nhưng mà chủ nhân thì chưa xuất hiện. Mọi người hãy cùng đón xem fanpage của Xin Premium để xem livestream bốc thăm trúng thưởng ai sẽ là vị khách hàng may mắn đó. Hãy nhanh chân tới Xin Premium để có trong tay cơ hội trúng ngay chiếc túi đặc biệt này nha.